đã bị tuyên 30 năm tù trong 3 vụ án trước. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ tiếp tục bị xét xử vắng mặt tại Bắc Ninh. Bà Nhàn sinh năm 1969, là chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Vụ cựu bí thư Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối diện hình phạt nào trong lần thứ tư xét xử vắng mặt? Đã bị tuyên 30 năm tù trong 3 vụ án trước, chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ tiếp tục bị xét xử vắng mặt tại Bắc Ninh. Bà Nhàn sinh năm 1969, là chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Đầu năm 2022, Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Sự kiện này bắt đầu cho hàng loạt vụ án liên quan Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đến nay, người phụ nữ đã bị phạt tù ở 3 vụ án khác nhau. Hành vi phạm tội của bà Nhàn tại 3 vụ án đã tuyên đều cơ bản giống nhau là móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ nhà nước để thực hiện hành vi thông thầu, dùng quân xanh tham gia đấu thầu để nhóm công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách. Bà Nhàn đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt vào cuối năm 2022, phạt 16 năm tù về tội đưa hối lộ và 14 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng cộng 30 năm tù. Tháng 10 năm 2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Tòa án Nhân dân Quảng Ninh xử vắng mặt trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này, phải nhận án 10 năm tù. Hồi tháng 7 năm 2024, bà Nhàn tiếp tục bị phạt thêm 24 năm tù về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng hợp 3 bản án, bà Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Lý do Bộ luật Hình sự quy định, nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt chung không được vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn. Như vậy, chỉ cần Nguyễn Thị Thanh Nhàn không bị tuyên án tù chung thân hoặc tử hình, tổng hợp các bản án với bà sẽ dừng ở mức 30 năm tù. Trong vụ việc tại Bắc Ninh, bà Nhàn bị Viện Kiểm sát cáo buộc phạm tội, đưa hối lộ với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm. Nếu tòa án đồng tình quan điểm của Viện Kiểm sát, bà Nhàn sẽ tiếp tục nhận án tù có thời hạn và tổng hợp vẫn không quá 30 năm tù. Ngoài 4 vụ án trên, tháng 12 năm 2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt tù tối đa 20 năm. Chủ quán và nhân viên đóng cửa đánh người. Ngày 11 tháng 10, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra vụ chủ quán Tủng Garden, thôn 2 thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy và nhân viên có hành vi hành hung khách ngay tại quán. Người bị hành hung là em Nguyễn Minh Quang, 16 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định quán Tủng Garden nghi ngờ em Quang lấy đồ của khách nên dùng dao tự chế, ghế, mũ bảo hiểm đánh người. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Sa Thầy đã triệu tập nhóm thanh niên gồm Huỳnh Thanh Danh, 17 tuổi, chủ quán, Lê Dũng, 18 tuổi, Thanh Tùng, 16 tuổi, Văn Linh, 13 tuổi, lên làm việc. Bước đầu, nhóm này khai nhận hành vi dùng hung khí nguy hiểm như dao, ghế, mũ bảo hiểm đánh em Quang. Theo clip người dân ghi lại tối 7 tháng 10, nhóm người quán Tủng Garden cho rằng em Quang lấy áo của một người khách nên yêu cầu Quang ở lại quán và đóng cửa lại hỏi chuyện. Lúc này em Quang nói không lấy áo, liền bị nhóm này lao vào đánh đập em bằng mũ bảo hiểm, ghế, gậy. Có thanh niên còn dùng dao tự chế đòi chém người. Sau vụ việc xảy ra, nạn nhân được người nhà đưa đi nhập viện cấp cứu. Chị Hằng, chị gái em Quang, bức xúc đề nghị. Chủ quán cùng nhân viên đóng cửa đánh hội đồng em tôi, vu khống ăn trộm áo khoác, trong khi quán có camera ghi lại, không lấy. Nay em tôi bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, tinh thần hoảng loạn, bị chấn thương sọ não. Tôi và gia đình mong công an điều tra rõ và xử lý thật nghiêm. Nhà trường lên tiếng về hình ảnh bữa cơm trưa cho trẻ như suất ăn kiêng. Sáng 11 tháng 10, đại diện lãnh đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Albert Einstein, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận hình ảnh xôn xao về suất ăn trưa cho trẻ tiểu học được một số tài khoản Facebook đăng tải
chia sẻ rồi so sánh như suất ăn kiêng xảy ra tại cơ sở giáo dục này. Một phụ huynh có con theo học tiểu học tại trường Albert Einstein đã đăng tải bữa ăn trưa của con mình ở trường. Hình ảnh cho thấy suất ăn trưa có cơm trắng, 2 miếng đậu phụ nhồi thịt, canh, 2 miếng ngô luộc và một quả chuối. Tuy nhiên, đại diện trường cho rằng 3 bữa ăn của mỗi trẻ trong một ngày có trị giá 48.000 đồng. Hôm xảy ra sự việc là 9 tháng 10. Buổi sáng các con được ăn phở gà, xôi dứa, thịt rim. Buổi chiều có sữa và bánh, còn buổi trưa có những món như trong hình. Các món ăn được thay đổi theo ngày, như một ngày sau, 10 tháng 10, buổi sáng trẻ được ăn nui nấu thịt, bún chả nướng. Buổi trưa có gà nấu xáo, củ quả hấp chấm muối lạc, canh bí thịt gà, cơm dẻo, bưởi. Buổi chiều có sữa tươi. Nhà trường có một đơn vị đo lường thức ăn cho các con về định lượng và chất lượng. Xong bữa ăn trưa hôm 9 tháng 10, qua khảo sát cho trẻ, phụ huynh các con lại không thích ăn thịt viên và đậu phụ sốt riêng. Vì thế trường đã gộp lại thành một món đậu phụ nhồi thịt. Về nguồn cung cấp thực phẩm cũng như thực đơn các món ăn, nhà trường đều công khai đến hội nhóm từng lớp và phụ huynh có thể đeo thẻ vào bếp để giám sát, đại diện nhà trường nói. Cũng theo đại diện lãnh đạo nhà trường, buổi sáng 9 tháng 10, một nam phụ huynh có con theo học lớp 4 đeo thẻ vào trường và đến khu vực nhà bếp. Lúc này nhà bếp đang sửa soạn bữa ăn, nam phụ huynh này nói đang rất vội rồi nhờ múc bữa ăn ra khay. Nhân viên nhà bếp làm theo yêu cầu và còn chưa kịp lau khay cho sạch sẽ, nam phụ huynh dùng chiếc điện thoại với chất lượng camera không tốt chụp lại. Cùng hôm đó, vợ của nam phụ huynh này đăng tải hình ảnh bữa ăn kém hấp dẫn lên mạng xã hội, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhà trường khẳng định không có khuất tất trong việc ăn bớt tiền khẩu phần ăn hoặc có sai sót trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện nhà trường lý giải. Bên cạnh đó, nhà trường xác định sự việc xảy ra là đáng tiếc nên đã làm việc với các bộ phận. Sau này, nhà trường sẽ gửi thực đơn trước một tháng để bố mẹ các con lựa chọn, thống nhất. Trường hợp phụ huynh cảm thấy không tin tưởng, nhà trường sẽ lựa chọn một đơn vị thứ ba cung cấp thực phẩm. Sau sự việc này, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị giám sát thực phẩm đã vào cuộc kiểm tra. Nhà trường đã phối hợp làm việc. Còn phía phụ huynh đăng bài phản ánh có động thái xóa hình ảnh, bài viết trên tài khoản cá nhân. Hành khách quên ba lô chứa 15.000 đô la Mỹ tại Nội Bài. Rạng sáng 11 tháng 10, một nam hành khách đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Hà Nội được hai nhân viên an ninh sân bay Nội Bài giúp đỡ nhận lại chiếc ba lô mà anh đã bỏ quên. Trong ba lô chứa 15.000 đô la Mỹ, hơn 370 triệu đồng. Cụ thể, lúc 23 giờ 45 phút đêm ngày 10 tháng 10, trong lúc làm nhiệm vụ tại ga quốc tế T2, hai nhân viên an ninh sân bay là Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thành Tín đã phát hiện một chiếc ba lô màu đen tại cột 14 sảnh A2 tầng 1. Các nhân viên đã tiến hành kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh. Qua kiểm tra, bên trong ba lô chứa 15.075 đô la Mỹ cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Đào Văn Sơn. Trước đó, hành khách Sơn đã rời sân bay di chuyển về trung tâm Hà Nội. Khi phát hiện mình bỏ quên ba lô, anh lập tức quay lại sân bay tìm kiếm. Anh được các nhân viên hướng dẫn về phòng trực đội an ninh cơ động để xác minh. Đến 0 giờ 30 ngày 11 tháng 10, nam hành khách đã ký nhận lại tài sản. Anh Sơn cho biết do đi cùng đoàn nên cứ nghĩ chiếc ba lô đã được để hết lên xe. May mắn là nhân viên an ninh đã phát hiện kịp thời. Về nguồn gốc ngoại tệ, anh cho biết đó là số tiền tiết kiệm trong thời gian lao động tại Hàn Quốc. Hành động của hai nhân viên an ninh sân bay đã được nhận sự khen ngợi của hành khách Sơn và những người chứng kiến. Theo đại diện sân bay Nội Bài, tình trạng hành khách quên tài sản giá trị lớn thi thoảng vẫn diễn ra tại sân bay. Gần 400 triệu đồng là số tiền lớn nhưng chưa phải kỷ lục. Sân bay từng ghi nhận hành khách để quên hơn 1 tỷ đồng. Bất ngờ lời khai của kẻ hủy hoại gần 350 cây đào trị giá tiền tỷ. Ngày 11 tháng 10, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Đức, sinh năm 1986, về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, khoảng 6 giờ ngày 5 tháng 10, người dân thôn Phù Trì, xã Kim Hoa đi làm thì phát hiện tại cánh đồng bãi trại và bãi đông đống có nhiều vườn đào của các hộ dân bị kẻ gian bẻ gãy các cành nhánh và mầm cây khiến cây hư hỏng. Đáng nói, đây là những đào cành là đào tàn thông và đào rừng ghép mắt đào bích đều có giá trị cao. Thời gian trồng đào cho đến khi thu hoạch thường kéo dài từ 1 đến 2 năm thì mới được thu hoạch vào dịp trước Tết Nguyên đán hàng năm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mê Linh làm việc với 28 gia đình bị thiệt hại tài sản, rà soát các mối quan hệ mâu thuẫn, đồng thời xác định có tổng số 350 cây đào đã bị phá hoại. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ban đầu xác định khoảng 923 triệu đồng. Khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi là Nguyễn Việt Đức và Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1995.
Ngày 10 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mê Linh tiến hành triệu tập hai đối tượng đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, trước những chứng cứ, tài liệu rõ ràng, Đức và Vinh đã phải thừa nhận hành vi phá hoại cây đào cảnh của các hộ dân trên. Nguyễn Viết Đức khai nhận do bản thân là người dân thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, cùng trồng đào cảnh như các hộ dân khác. Do tình hình thiên tai nên vườn đào nhà Đức bị ảnh hưởng, đào cảnh nhà Đức xấu không có giá trị cao về thẩm mỹ cũng như về kinh tế. Quá ghen tức với các hộ dân khác có vườn đào đẹp và có giá trị cao, sợ tết đào của mình xấu sẽ không bán được nên đã nảy sinh ý định hủy hoại. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 10, Đức và Vinh sau khi uống rượu đêm xong, hai người đã rủ nhau đi lang thang chờ thời cơ gây án. Khi đến đoạn đường gần nhà Quản Trang ở cánh đồng Đông Dương thì Đức bảo Vinh dừng xe lại. Tại đây, Đức một mình đi bộ vào khu vực vườn đào của các hộ dân và phá hoại, bẻ gãy các ngọn cây đào cảnh đào thế. Không dừng lại ở đó, Đức tiếp tục chỉ đạo Vinh đi đến khu vực cánh đồng bãi Đông Đống, vẫn thuộc thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, thì tiếp tục bảo Vinh dừng xe trước vườn đào. Còn Đức tiếp tục có hành động phá hư hỏng hết vườn, chủ yếu đào rừng ghép mắt đào bích giá trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi mỗi ngày.